Hello tất cả anh chị em của các bạn đang xem video trên AN Channels. Thì anh nữa sẽ làm một cái livestream ngắn để mà cập nhật một số cái thay đổi trong cái gói bản ngân sách của chính phủ Liên bang Úc năm 2024-2025. Nếu như anh chị nào vừa mới vào xem thì vui lòng cho một cái comment xem thử là có nghe rõ hay là không và hình ảnh âm thanh như thế nào trước khi anh Nguyễn bắt đầu vào cái chương trình. Trong lúc anh Nguyễn đang nói đấy á, thì lúc này còn đăng một cái post thì rất là nhiều anh chị đặt những câu hỏi thì có thể luôn tiếng sẽ trả lời trong cái livestream này. Và cũng giống như thường lệ, nếu như anh chị nào có những câu hỏi nào thì có thể comment vào. Anh Nguyễn sẽ đọc sơ qua và có thể trả lời, nếu như không thì trả lời sau cái livestream này. Thì như anh chị đã biết á, là mỗi năm vào chính phủ Liên bang Úc sẽ đưa ra cái bản công bố ngân sách cho cái tài khoá năm tiếp theo. Và nó sẽ có những cái thay đổi, có những cái nơi sẽ được chi tiêu nhiều hơn, có những cái nơi sẽ chi tiêu ít lại, và tiền của ngân sách của chính phủ được thâm hụt bao nhiêu, được lãi suất bao nhiêu thì tất cả được công bố. Không giống như ở bên Việt Nam á, là không có công bố cho người dân bất cứ một cái thông tin gì về cái bản công bố ngân sách, mà chỉ đưa ra bên này, đưa ra bên kia. Thì hiện tại bây giờ Đảng Lao động đang nắm quyền, sau đó thì Đảng đối lập sẽ lên phản ứng lại về những cái chính sách này, và những cái đảng nhỏ cũng phản ứng, giống như đảng xanh này, cũng giống như chị Đài Lê là một cái người mà độc lập cũng phản ứng, rất là nhiều người phản ứng và có những cái gì thay đổi trong cái bản ngân sách này. Thì ví dụ như cái đầu tiên mà không thay đổi đó là child care subsidy, là cái hỗ trợ mà cho những em nhỏ là con nít đó, là đi nhà trẻ đó, thì không có thay đổi trong cái bản của bộ ngân sách này. Thứ hai về cái NDIS là những mà cháu bị khuyết tật á, thì cũng không có thay đổi gì cho lắm. Những người mà có income cao á, thì sẽ không có lợi trong cái bản công bố ngân sách này, như anh chị đã biết là vì cái thuế cho cái state three mà Tarkus á, thì đã công bố rồi thì sẽ không có thay đổi gì nhiều. Nhưng ngược lại á, những người nào mà có cái mức lương trung bình và thấp á, thì sẽ nhận được cái State Three Tax Benefit cho cái chương trình này. Vì anh Nguyễn sẽ đọc lên một số cái ví dụ ha. Nếu như mà có cái income 40 ngàn thì sẽ lấy lại được là 654 đô cho cái năm đó. Nhưng mà sẽ không có lấy lại bằng cách là claim thuế đâu, mà sẽ trả cho anh chị mỗi tuần. Vì trước đấy thì mình trả thuế nhiều hơn, thì bây giờ mình trả thuế ít hơn, có nghĩa cái số tiền dư ra đó sẽ đi vào túi của mình vào mỗi cái kỳ trả lương. Rồi 60 ngàn, 50 ngàn thì nhận lại được là 929 đô. 60 ngàn á, thì nhận 1.179 đồng. 70 ngàn thì 1.430 đồng. 1.430 đồng có nghĩa với á, là 27 đô sẽ nhận lại được mỗi kỳ tiền lương, ở trên cái lương của mình đó thì sẽ là 27 đồng, và mình nhân lên 52 tuần thì đó là cái số tiền. Rồi những sorry, rồi những anh chị nào mà nhận được lương khoảng 100 ngàn á, thì sẽ nhận lại là 2.179 đồng, và lên đến 120 ngàn là 2.679 đồng, và cái số tiền mình nhận được là 52 đô trong mỗi tuần. Đó là cái số tiền lương mình nhận được hết ạ, chứ không phải rằng là đời cuối năm rồi claim đâu, không có, trừ thuế nó ít lại. Đó là lý do mà tại sao cái state three tax là như vậy. Rồi cái mà anh chỉ có thể biết được trước đấy rồi á, là parental leave. Vào parental leave là khi mình nghỉ thai sản á, thì kể cả người chồng hoặc là người mẹ, người nào chăm sóc chính thì sẽ lãnh được cái parental leave này, và chia nhau 20 tuần, rồi tăng lên 22, rồi tăng lên 24 và tăng lên 26 tuần. Cái tiền này á, hiện tại bây giờ là chưa có được trả tiền super, nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi, thì khi mình nhận được cái số tiền parental leave payment này á, thì đồng thời mình sẽ nhận được cái tiền superannuation 12% luôn. Đó là cái lời cho những cái ai mà có nè, xin để đó. Về một cái tiền passport, thì passport thì anh chị thấy rằng là cái giá nó sẽ tăng lên ha, khoảng là 360 đồng gì đó, hoặc là 326 đồng gì đó.
khi mà làm lại cái passport mới. Còn những người á, mà muốn làm cái passport nhắn á, thì sẽ trong vòng 5 ngày. Trong vòng 5 ngày thì có thể 2 ngày, có thể 3 ngày tùy theo. Nhưng mà trong vòng 5 ngày á, từ ngày 1 tháng 7 trở đi thì anh chị phải đóng thêm là 100 đồng. Là chị cần đóng vào 100 đồng trong vòng 4 ngày 5 ngày trở lại thì sẽ có cái passport để mà đi holiday, nếu như passport mình làm trong trường hợp mà khẩn cấp. Rồi những sinh viên mà có mượn tiền HES hay là tiền HES giống như trước đây thì sẽ nhận lại là khoảng là 120.000 1.200 đồng, rồi tương đương với khoảng là 3 tỷ đô đó, thì tiền của chính phủ thì bữa đã nói rồi, thì anh chị có thể xem lại cái video đó. Social service là rồi Ukraine sẽ nhận được cái số tiền trợ cấp này, rồi một số cái trường đại học ấy, thì sẽ không có nhận được tiền cho lắm, vì anh chị biết rằng là nhiều cái trường lúc bữa là những du học sinh vào thì có cái việc này có việc kia, thành ra là không có nhận được tiền cho lắm. Nhưng mà những cái woman là những người phụ nữ mà bị bạo hành gia đình ấy, thì chính phủ có nói rằng là bỏ ra 1 tỷ đô trong vòng 5 năm để mà giúp cho những người phụ nữ nếu như bị bạo lực nhất bạo hành gia đình thì nhận được là 5.000 đô, 5.000 đô đó cho cái phần đó để mà có cái nơi để an toàn, hoặc là trợ cấp cái tiền của chi tiêu trong khoảng thời gian mà bị violence là bị bạo hành gia đình đó. Thì trong đó cũng giới thiệu qua một số cái service để làm cho cái người này nó cảm thấy an toàn hơn, để mà hỗ trợ cho người ta trong khoảng thời gian đó. Rồi cái medicine ấy, là cái thuốc sẽ giảm giống như lúc bữa đã nói rồi, cũng cái này thì không có gì thay đổi nhiều cho lắm. Về về cái người mà nhập cư vào Úc ấy, thì chính phủ đang rất là target để mà giảm cái số lượng này xuống. Nói rằng ấy, là cái năm nay sẽ nhận vào là 185.000 chỗ là cái full time đó, là cái permanent residency là PR, là visa thường trú, thì có khoảng là 132.000 cái loại visa này sẽ đưa vào trong cái skill là cái tay nghề đó. Anh chị thấy là thấy nhiều không, là đưa vào trong cái visa mà diện tay nghề ấy, thì đã đến 132.000 cái visa sẽ đưa vào đó rồi. Trong khi thì có là 185.000 chỗ mà 132.000 nằm trong cái work visa, đó là nếu như ai mà có tay nghề thì dễ sẽ vào Úc hơn. Rồi cái số mà người nhập cư vào Úc á, thì sẽ tăng lên là 260.000 người vào cái dự kiến tài khoản năm 2024 2025. Một cái mà người Việt mình trước đã chưa bị thì bây giờ sẽ bị đóng phí thêm 25 đồng này. Thì những mà em nào sang Úc làm theo cái diện visa working and holiday visa thì trước đây không có đóng tiền gì cả, thì bây giờ phải đóng thêm cái phí là 25 đô tiền đeo lịch, coi như là rút ngẫu nhiên cái tên mình ra trong cái số 1.050 cái loại visa đó. Thì trong tương lai có cái visa mà 1.000 loại visa nông nghiệp đó thì cũng có thể đóng thêm 25 đô trước khi mà đăng ký tên vào, đóng 25 đô, sau đó cái máy chọn ngẫu nhiên ra cái tên, và thế là mình có cái tên thì qua mình nhìn được được apply cái visa để đi Úc. Rồi international students là du học sinh, nhân chị được biết đó, thì chính phủ muốn cắt giảm cái international student xuống, thì nói rằng á là sẽ đưa ra một cái kép kép là một cái giới hạn về số mà du học sinh vào Úc mỗi trường. Hiện tại bây giờ thì chưa nói bao nhiêu, nhưng mà sẽ đưa ra một cái trường học á, sẽ là giới hạn thì du học sinh của mình đến Úc bao nhiêu người đó. Ví dụ như trường của tôi chỉ là có 500 người, thì đúng 500 người là không được nhận thêm nữa, và sẽ chia đều ra ở mỗi cái vùng. Ví dụ như cái trường Victoria University đi, thì có nhiều cái chi nhánh, thì khi mà có nhiều chi nhánh á, thì mỗi chi nhánh sẽ nhận được bao nhiêu người đó thôi, chứ không phải rằng là ai cũng nhận vào hết ở đâu.
nên sẽ rất là thắt chặt về cái số du học sinh trong thời gian tới. Nhưng mà nếu như ai có tay nghề á, thì đó là một cái lợi thế vì chính phủ cần vào rất là nhiều. Rồi một cái tòa là AAT sẽ nhận được thêm là 1 tỷ đô để mà giải quyết hoặc là thay thế trước đây cái tòa mà AAT đó, thì sẽ Review Tribunal thì cái tòa mà AAT đó thì sau này sẽ đổi lại cái tên là Administrative Review Tribunal, giống như trước đây là AAT, bây giờ là AAT, thì có nghĩa rằng là bỏ vào đó 1 tỷ đô để mà giải quyết những cái vấn đề cái visa đang còn tồn đọng, những cái kháng cáo của bên chính phủ về vấn đề di trú đang còn tồn đọng đó, thì 1 tỷ đô. Lúc này nói về cái du học sinh đó, thì sẽ có một cái bill đưa lên cho Thượng viện và Hạ viện để thông qua là số du học sinh vào Úc sẽ giới hạn là bao nhiêu. Hiện tại bây giờ thì vẫn còn đang đợi chứ không biết được là sẽ là bao nhiêu người ha. Rồi bây giờ nói về cái phần tiền điều một tí thì chính phủ nói rằng là sẽ có dùng cái từ rất là rõ ràng là mỗi hộ gia đình, tất cả mỗi hộ gia đình trên Úc đều nhận được là 300 đồng. Và nếu như ai có cái business nhỏ là doanh nghiệp nhỏ thì small business nhỏ thì sẽ nhận được 325 đồng. Anh chị phải phân biệt được rằng đây là cái bản công bố ngân sách của liên bang, và nếu như Queensland có một cái bản công bố ngân sách của tiểu bang thì tiểu bang của Queensland nói rằng là sẽ hỗ trợ cho giúp cho cư dân của Queensland là 1.000 đô, thì đó thuộc về của tiểu bang, và cái này là của liên bang. Và nếu như của liên bang thì áp dụng hết tất cả mọi hộ gia đình ở trên nước Úc, có nghĩa rằng là không đòi hỏi là có visa gì, không đòi hỏi là có income bao nhiêu, miễn sao mình có đứng tên trên bill điện là được. Và nếu như mình có hai căn nhà đứng hai tên bill điện thì có thể rằng mình sẽ nhận được hai cái, là vì nó không có nhất thiết là mình phải đứng bao nhiêu bill, mà chỉ rằng một hộ gia đình là trong cái nhà đó chỉ một người đứng tên bill hoặc đứng tên chung thì cũng một người nhận được, đứng tên chung thì người này thì người hoặc người kia. Vì chính phủ giải thích rằng là sẽ trả cái tiền này dựa trên cái bill, làm cái mà credit là tính cái bill của mình sẽ có 350 đồng đó, 300 đồng đó. Nếu như cái bill của mình sai hết 150 thì nó sẽ còn lại credit tiếp theo cho cái tháng tiếp theo hoặc là hai tháng tiếp theo, và mình không cần phải làm gì cả. Đó là cách thức mà chính phủ đang nói chuyện với những cái retail nhân viên đọc được là như vậy. Và kể cả cái doanh nghiệp luôn, thì doanh nghiệp phải có cái biểu điện. Khi có cái biểu điện thì nó sẽ trả về cái credit trên cái biểu điện đó và cũng không cần phải làm gì. Nói rằng là có khoảng 1 triệu cái small business sẽ nhận được là 325 đồng, và 10 triệu hộ gia đình sẽ nhận được 300 đồng. Và cái này là automatic apply to their electricity bill, có nghĩa rằng sẽ tự động có trên cái bill của mình, và bắt đầu là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi, thì mỗi cái retail của cái tiền điện nó sẽ apply thời gian khác nhau, nhưng mà anh chị không cần phải lo lắng là mình lúc nào nhận được, lúc nào cũng có trên đó. Cái này vừa mới trả lời đó ha, anh có thể nghe lại. Còn cái gì mà anh chị còn muốn biết nữa trong cái bản công bố ngân sách này thì có thể comment vào ha. Cái tiền biểu điện thì năm nay anh chị thấy rằng là tiểu bang Victoria không có gì cả, thì đó có thể rằng là nằm trong cái bản công bố ngân sách của liên bang rồi. Cái này thì có một cái sự phản đối của cái cô phóng viên ở trên đài ABC, hỏi rằng là có những người giàu lắm mà người ta cũng nhận được 300 hay là sao. Thì bây giờ nếu như mà những người đó không nhận được 300 á, thì cho mỗi lần là anh chị cứ hay comment là cho không có công bằng. Không có bằng là sao, là mỗi người cho 300, người không cho 300, trước đây thì cho 500, 650. Nếu như mình có cái tên
Không, nếu như mình có cái income thấp trong trong lần này đó, thì income thấp hay cao gì cũng giống nhau, là mọi người đều nhận được cái điều đó. Nhà mình cho người ta thuê thì chủ nhà có được tiền thuê không? Chủ nhà mình cho người ta thuê mà người ta đã đứng tiền trên bưu điện rồi á, thì mình sẽ không nhận gì được cả, là vì nó sẽ trả trên cái bưu điện và người thuê nhà đó sẽ nhận được. Còn nếu như mình cho thuê mà vực đứng tên của mình, người ta ở trong nhà mình đứng tên mình, thì cũng được, là chủ nhà sẽ được. Có nghĩa rằng á, ai mà nhận tên đứng trên bưu thì sẽ nhận được. Ví dụ như bây giờ mình có một căn du lịch, một căn mình ở căn du lịch, là có những hai căn du lịch ấy, thì hai cái du lịch thì hai cái tên đứng trên bưu khác nhau sẽ hai cái bưu khác nhau thì sẽ nhận được hai cái. Nếu như mình có một cái bungalow và một cái căn nhà mình là người chủ nhà đứng tên, thì cái người ở trong bungalow sẽ không nhận được. Ý là người ta sẽ nói rất là rõ ràng là như vậy. Anh cho em hỏi là chồng em là chủ bao ngôi nhà vậy? Rồi thì lúc nãy vừa nói rồi, là nếu như mình đứng tên ở trên căn nhà đó thì mình sẽ nhận được thôi. Chỉ có người đó, đúng rồi. Nếu như mà đứng trên trên cái biểu đó, ví dụ như mình có ba căn nhà đứng tên cả ba căn nhà luôn, thì người ta sẽ trả cái số tiền ở trên cái biểu sẽ tự động trừ vào đó. Rồi ok, để xem thì có một số câu hỏi gì trong cái bài video này này, ở trong cái bài post á. Anh chị nhớ á, là nếu như mình coi mấy cái bài post á, thì anh đọc việc ở trên, thì anh chị nên đọc ở dưới cái phần comment á, rất là nhiều. Và anh chị họ lưu họ tới, họ lưu họ tới, lặp đi lặp lại nhiều câu hỏi giống nhau quá. Anh cho em hỏi bill thì đứng tên người khác mà trả tiền bill thì em trả về cho em, hỏi cách nào để nhận được không? Thì giống nhau thôi, tên mình trả bill của nó, người ta không quan tâm. Người ta quan tâm là ai đứng trên trên bill, và đứng trên trên bill thì cho cái credit, là một cái tiền, số tiền đó. Đối với bên trả thì thường thường là credit, trả vào thì 3,5 triệu thì nó 3,5 triệu đó. Bên sai được 200 thì nó hết 200, còn lại 100. Đó là cách thức mà chính phủ đang giải thích là như vậy. Để có thể có cũng câu hỏi gì nữa ha. Ngày 1 tháng 7 năm 2024 ha. Rồi nói rằng là nếu như mà cho 300 tiền điện như thế này thì có thể tăng khả năng làm phát lên hay không, thì bên chính phủ nói rằng là không. Bên RBA thì nói rằng là sẽ có, là vì nếu như mọi người dùng cái 300 này để mà tiêu xài nhiều quá thì nó sẽ tăng lạm phát. Hỏi tại sao lại được credit bill ở trên điện, thì vì chính phủ ban hành cái chính sách là 300 rebate, lại 300 cho tất cả những người. Mình không cần phải contact any energy provider hoặc là electricity provider hả? Người ta sẽ tự động làm cái đó, vì chính phủ liên bang sẽ negotiate, đàm phán với thêm những công ty đó. Cái biểu điện của mình dưới 300 thì sẽ được hay không? Vẫn được, vì cái credit 300 nhưng mà mình xài ít hơn thì nó vẫn còn lại cái phần dư. Rồi có thêm một cái trường hợp nữa là mình dùng cái solar và dùng ít quá, thì bây giờ solar đã trả tiền cho mình rồi, thì bây giờ chính phủ cũng trả luôn cho mình 300 luôn hay sao? Đúng rồi, chính phủ cũng trả trong đó cái credit cho mình 300. Nếu như mình nhiều quá thì mình có thể kêu bên bên chính phủ, ở bên chỗ thằng thằng công ty điện của mình á, trả ngược lại cho mình. Câu này rất là hay, vì mình mỗi tháng mình có cái solar, dùng không hết cái solar đó mà bên solar lại trả ngược lại tiền cho mình nữa, công ty điện á, trả ngược cho mình lại nữa, thì bây giờ chính phủ cho thêm 300 nữa thì làm sao? Mình có thể kêu là người ta trả cho mình thì mình xài không hết. Câu này rất là hay này. Rồi còn chỉ nói rằng là cho hoài là ngán quá à. Trước đấy á, thì bác anh chị phải apply khó quá. Khó là sao? Vì những cô chú lớn tuổi nhất đòi hỏi là phải có cái income thấp, rồi vì 500 nhưng mà có income thấp, rồi phải apply thì Citalink, rồi
làm rất là nhiều thứ mà người ta rất là khó, anh chị đâu dễ là người nào cũng làm được đâu. Thành ra bây giờ nếu anh chị phụ mà cung cấp đại trà như thế này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho rất là nhiều người và cho thẳng ở trên cái bí vậy. Cũng lần trước lâu rồi là tiểu bang Victoria cũng có rebate lại cho cái tiền nước đó, từng qua đó thì 100 đồng ở trên cái bill, và thế là tự động từ thẳng như vậy, mình không cần phải làm gì cả, thì rất là hay, rất là nhanh. Rồi ở Perth có nhận được hay không thì chương trình này là của liên bang, thành ra tất cả mọi anh chị phải đọc cái câu rõ ràng trên cái bài post của anh là nói rằng là tất cả mọi hộ gia đình ở trên Đức Úc, thì tất cả thôi, mọi hộ gia đình ở trên Đức Úc là tất cả mọi nơi ở trên Đức Úc, vì đây là chính sách của liên bang. Rồi, còn cái gì để mà cung cấp cho anh chị được không nào? Cái rental assistance này là nếu như mà anh chị nào có nhận được cái tiền Commonwealth rent rent assistance là thuê nhà mà nộp xin tài lĩnh, sau rồi mình có lương thưởng thấp thì chính phủ nói rằng là sẽ tăng thêm 10% vào tháng 9 năm 2024. Có nghĩa rằng là từ nếu như mà single á thì có thể nhận lên đến là 100 single person 188 đồng cho một fortnight, hoặc á, là 125 đồng cho cái một người nào, nếu như mình share cái xe nhà, tăng thêm là khoảng là 19 đồng. Đó là cái đây là số tiền cho những người nào mà có những cái tiền Commonwealth Rent Assistance là mượn nhà đó mà thông qua của chính phủ mà có hỗ trợ. Taxpayer thì lúc nãy vừa nói rồi ha, là những cái người mà có cái state three taxes thì sẽ có nhiều tiền hơn trong cái túi của mình, đó là một cái winner. Rồi ok anh Nguyễn nghĩ như vậy là đủ cho tối nay rồi đó. Tôi có thêm đầu tư về tiền nhà này, thì Phúc đã đang làm sẽ bỏ thêm 1 triệu đô để mà xây nhiều cái national housings là những cái ngôi nhà của chính phủ đó, để mà có nhiều người ở hơn. Nhưng mà cái này thì phải mất thời gian chứ không phải là nhanh đâu, vì hiện tại bây giờ là short supply mà. Ace Care là nhận được số tiền tăng lương rất là nhiều ha, còn thêm là Child Care cũng nhận được cái số tiền tăng lương vì chính phủ hỗ trợ nhiều trong cái mạng đó đó. Trong cái này thì không thể nói gì về First Home Buyers Benefit, thì giống như cái chương trình mà First Home Buyer trước đây thì cũng nhận được cái số tiền của chính phủ ở liên bang 5% hay 2% và không cần phải đóng tiền bảo hiểm thôi, không có gì chưa lắm. À mà năm nay á, là chính phủ nói rằng là sẽ có thêm cái lợi tức là 9,3 tỷ đô. Đó, đó là cái tiền của chính phủ thu vào á, thì lợi hơn so với mấy năm trước. Năm trước thì nhận được là 29 năm mấy phải á, nhưng mà đó là cái tiền lời hơn so với trước đây, là tháo đây là lời hơn ngân sách á. Trước đây thì thu hụt ngân sách rất là nhiều. Rồi chính phủ thì cũng nói rằng là green energies là những cái mà năng lượng tái tạo á, thì sẽ bỏ tiền nhiều hơn, cái đó thì anh chị sẽ biết. Rồi healthcare là dịch vụ y tế cũng có nhiều tiền hơn. Rồi ha, nếu như anh chị nào hỏi mà người thuê nhà thì có được lời hay không á, thì tùy vào cái người thuê nhà có đứng tên trên bill hay là không. Rồi để anh Nguyễn xem thử có một số câu hỏi gì nữa không. Sau tháng 5 này á thì chính phủ liên bang có thể kêu gọi bỏ phiếu bất cứ lúc nào, là vì nhiệm kỳ của liên bang á, là 3 năm, nhưng mà sau 2 năm á, thì bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gọi để mà bỏ phiếu lại, là bầu cử lại liên bang lại. Nên hiện tại bây giờ này, sau ngày 21 tháng 5 này á, thì bất cứ lúc nào chính phủ liên bang cũng có thể
kêu gọi là bỏ phiếu. Nhắc lại là những cái biểu điện này á, là nó không có liên quan đến là thường trú nhân hay công nhân Úc, miễn sao mình có đứng tên trên biểu điện là có thể có tiền, chứ không cần phải lo lắng là visa gì tiền lương bao nhiêu rồi vậy, nó không có. Tiền nó sẽ tự động cho cái credit ở trên cái biểu của mình rồi. 300 đồng á, thì không có nhiều lắm đâu, nhưng mà đủ cho mình á, để mà trả những cái bill cũng trả ba bốn lần này này. NDIS. Rồi ok, đó là một số cái thông tin tối hôm nay thôi. Để đợi xem thử cái đảng đối lập lên sẽ nói gì trong cái bản công bố ngân sách này. Nhưng tóm tắt lại á, là nhân chị thấy rằng là lúc nào cũng quan tâm đến Icecare này, viện dưỡng lão này, healthcare này, là dịch vụ y tế này, rồi thuốc này cho những người mua thuốc mà trong chương trình giảm giá đó, rồi bảo vệ cho người phụ nữ hơn này, những người mà mental health trường hợp mà xảy ra đấm chạm nhau ở trên Sydney thì đó là trường hợp tăng lên này. Students trước đây đi làm không có trả lương thì bây giờ student làm một số ngành nghề sẽ được trả lương. Pantolif là nghỉ thai sản sẽ nhận được tiền hơn là cái tiền super lúc nãy nói, và students sẽ nhận thêm cái, không phải nhận thêm nhưng mà sẽ chuyển cái số tiền mắc nợ trước đây là cái số tiền nó trả phần trăm rất là cao, thì bây giờ trả cái phần trăm nó sẽ thấp hơn và bỏ đi khoảng là 1.200 đồng đất hay lại cho cái năm ngoái tháng 5 năm 2023. Rồi một số trợ cấp thì sẽ nhận được tiền hơn, rồi renewable năng lượng tái tạo thì lúc nào cũng cũng thêm tiền cả, vì đấy là cái mà chính phủ hiện tại bây giờ đang lao động đang theo đuổi. Còn mà những người mà không có được nhận tiền giống như là NDIS, người có lương cao, rồi international student là những du học sinh, rồi migrant là những người mà đến Úc thì cắt giảm. Đó là những cái mà thay đổi thôi, không không có gì nhiều cho lắm, nhưng mà đủ để cho anh chị biết rằng á, là mỗi năm thì chính phủ liên bang sẽ công bố một lần, nhưng mà sẽ có chia ra hai, vì tháng 3 và tháng 9 đó là hai cái thời gian mà có thể có những cái thay đổi nhiều hơn. Nhắc lại lúc nãy là có anh chị nào mà em nào sang Úc mà làm theo cái diện mà Working and Holiday Visa thì trước đây không có đóng tiền, thì bây giờ phải đóng thêm là 25 đô, cái tiền gọi là ballot, và bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 để mà gọi là bốc sắm, có cái tên mình ra thì lúc đó mình mới đủ để apply. Trường hợp này nó sẽ đúng với thêm cái ballot của 1.000 cái visa nông nghiệp sang Úc trong tương lai. Và hiện tại bây giờ thì có mấy nơi sẽ là áp dụng, đó là Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc, ba cái nơi sẽ bị trả cái tiền này. Rồi ok, đó là tất cả những cái thông tin trong cái video này. Anh Nguyễn sẽ làm ngắn thôi để cho anh chị trả lời một số câu hỏi vì nhiều người comment hỏi quá. Vào tối thứ năm tuần này á, thì anh Nguyễn sẽ có một cái livestream cùng với chị Thanh Tâm làm cái bộ phim Thuyền Nhấn, hành trình 50 năm vượt biển của người người Việt Nam sang định cư ở nước ngoài. Nếu anh chị nào muốn xem thì xem 8 giờ tối ngày thứ năm tuần này. Ok, đó là tất cả những cái thông tin trong cái livestream này. Cảm ơn chị đã xem video trên AN Channels, nhóm được thực hiện.